Hello mọi người, hôm nay Nhịp Sống Sài Gòn sẽ cùng mọi người trải nghiệm cái máy quét tán sóng tinh dầu của Hà Eva nha. Đây là một cái máy ánh sao nha mọi người nha. Sau khi chúng ta châm nước vào trong cái khoang chứa thì kế tiếp thì chúng ta nhỏ tinh dầu vào trong cái khoang chứa nước này nha mọi người. Mọi người nên sử dụng tinh dầu của Hà Eva để xông khử mùi nè, rồi chăm sóc sức khỏe, khử mùi trong không gian của mình nha. Sau khi mình châm tinh dầu vào trong cái thì mình đẩy cái nắp bên ngoài của cái máy ánh sao lại nha mọi người. Kế tiếp thì chúng ta sẽ bấm một cái nút đầu tiên, đó là cái nút like. Nút này sẽ hiển thị đèn và đổi màu trong không gian nha mọi người. Cái nút thứ hai là nút mic đó mọi người. Khi chúng ta nhấn một lần đầu tiên thì máy chạy 3 tiếng là sẽ ngưng nha mọi người. Sau khi chúng ta nhấn một lần thứ hai thì nghe tiếng hai tiếng bíp bíp thì mọi người sẽ đang chọn một cái chế độ là chạy đến khi nào hết nước rồi hết tinh dầu trong đó máy sẽ ngưng nha mọi người nha. Và cái nút kế tiếp thì chúng ta nghe một cái tiếng bíp dài, đó là một cái chức năng mà chạy 30 giây và ngừng 30 giây nha mọi người. Và cái nút like thì sau khi chúng ta đã chọn một ánh sáng nó có thể tự đổi màu, và bây giờ chúng ta muốn một cái màu mà nó phù hợp trong không gian thì chúng ta nên chọn những cái nút và từng chế độ đèn màu mà chúng ta thích nha mọi người nha. Sau đây chúng ta sẽ trải nghiệm cái máy ánh sao sau khi mà chúng ta tắt đèn đi thì hiệu ứng ánh sáng của máy ánh sao rất là đẹp nha mọi người. Thì theo không gian và sở thích của mọi người thì chúng ta sẽ chọn những cái màu khác nhau. Thì máy ánh sao nó sẽ có tới 7 màu nha mọi người. Xanh lá nè, rồi màu đỏ, màu tím, màu hồng, và màu này nó sẽ cố định theo cái người ta thì mình chọn, hoặc là máy sẽ tự động đổi màu nha mọi người. Chúc mọi người có một cái trải nghiệm thú vị với cái máy ánh sao nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ của kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Xin cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Bye bye.